Anh là ai? À, vâng, em chào chị. À, em là Huy, phụ trách quản lý ở cửa hàng. À, qua câu chuyện thì em cũng nghe được cái thông tin từ bên trong tiệm rồi. Thì hiện tại thì em cũng chia sẻ với chị để chị nắm được cái công nghệ giặt khô. Đó là quá trình giặt khô thì sẽ sử dụng bằng dung môi và không sử dụng lưu hương. Và bên trong này chị có thể thấy đây cũng như chị, nó rất nhiều anh chị khi sử dụng hệ thống dịch vụ bên em đều sử dụng dịch vụ giặt khô. Đây đó là một chiếc vét mà dịch vụ giặt khô vừa mới xử lý xong. Thì chị có thể thấy rằng cái mùi vải nó sẽ không có mùi hương thơm mà nó chỉ có mùi của vải mới thôi. Đây chị có thể kiểm chứng ạ. Đấy. Không và có hương thơm. Chị có thể đi giặt rất nhiều các tiệm nhưng khả năng đây là cái thiết bị mà chị thấy nó rất là lạ đúng không ạ? Đây đó là một cái thiết bị máy giặt khô chuyên dụng. Và đây tất cả những bộ đồ mà khách hàng mang đến như là vest, da, áo da thì bên em đều trong quá trình giặt khô và sử dụng bằng tanh dung môi chuyên dụng riêng. Đó. Thì không biết là trước đây thì chị hay sử dụng dịch vụ ở đâu?